Dùng iPhone bao nhiêu năm qua, có thể là các bạn chưa biết hết những tính năng này. Ai mà đoán được 9 trên 9 tính năng dưới đây thì mình sẽ tặng luôn một áo vật vờ studio này nhá. Hào hứng chưa? Không hào hứng cũng phải hào hứng. Tính năng đầu tiên đấy là thông báo mỗi khi trời mưa. Nếu như mà các bạn cần một cô người yêu để ngày nào cũng nhắc các bạn là anh ơi mai trời mưa đấy anh mặc áo đi. Không cần, đừng đừng để thời tiết đánh lừa các bạn cần người yêu. Các bạn chỉ cần bật cái điện thoại này lên, vào trong app thời tiết, sau đó thì chọn cái dấu ba chấm ở bên góc phải bên trên, rồi chọn thông báo, bật vị trí của tôi lên, hỏi cái gì thì các bạn cũng đồng ý hết. Đó, bây giờ thì trước khi trời mưa, iPhone sẽ thông báo vào điện thoại cho các bạn. Ngay cả khi chuẩn bị tạnh mưa thì nó cũng thông báo luôn nha. Chắc chắn là hơn một cô người yêu rồi. Tính năng thứ hai là đưa Safari trở lại thuở ban đầu. Nếu các bạn cảm thấy khó chịu khi mới lên iOS 15 hoặc là bỏ ra gần 25 củ để mua iPhone 13 chính hãng tại Silverlight mà Safari nó lại đưa cái thanh search đi xuống dưới và trông khá khó chịu mà các bạn đã quen với việc là tìm kiếm ở bên trên rồi thì chúng mình sẽ phải làm như nào nhỉ? Anh em chỉ cần vào Safari, sau đó bấm một địa chỉ bất kỳ, chọn cái ký hiệu A nhỏ A lớn. Ở đây thì nó sẽ tùy chọn hiển thị thanh địa chỉ ở trên cùng. Thế là xong. Muốn xuống dưới cũng được mà muốn lên trên thì cũng làm như thế. Tính năng thứ ba là quay video với nhạc của chính bạn. Các bạn muốn quay một video ngon ngon để up story với chính cái bài mà đang phát mà không cần phải lồng nhạc ở trên Instagram vào ấy thì mình có cách luôn nha. Đầu tiên các bạn sẽ mở app camera lên và đương nhiên là phải bật nhạc trước rồi. Sau đấy mọi người sẽ dí cái nút này và quẹt sang bên phải. Đó, thế thì cái video các bạn cho ra sẽ có cả tiếng ở bên ngoài và có cả nhạc các bạn đang nghe luôn. Rất là đỉnh đúng không? Up story cho nó chất. Nhìn nhìn đầu kia đi. 1, 2, 3, đi bên trái. Dòng người vang bước. Ôi trời ơi. Tính năng thứ tư là chuyển ảnh thành video. Ví dụ, hôm trước mình thấy sếp Bình mặc váy và mình không thể nào mà nhanh tay để có thể bật cái Instagram lên và bấm vào cái boomerang được thì mọi người có thể làm những cách sau. Đầu tiên là chúng ta phải bật live ở trên photo lên, sau đấy thì bấm chụp thật là nhanh vào Instagram và chọn lại cái ảnh đấy rồi nhấn giữ thì nó sẽ biến thành boomerang luôn. Đỡ mất công phải vào IG rồi lại chọn chọn các kiểu nhanh hơn hẳn đúng không nào? Tính năng thứ năm là ẩn ảnh khỏi album. Anh em nào mà muốn giấu giếm người yêu thì phải biết tính năng này nhá. Đầu tiên thì hãy chọn bức ảnh mà các bạn muốn ẩn, chọn ký hiệu mũi tên chỉ lên, sau đó kéo xuống và chọn ẩn. Thế là xong, ảnh đó sẽ không hiển thị ở mục tất cả ảnh nữa mà nó sẽ hiển thị ở mục bị ẩn. Không quá hẳn nhưng mà cũng đỡ bị chú ý đúng không? Thế nhưng mà với những người mà high tech một tí mà biết cả cái mục bị ẩn thì thôi. Xin vĩnh biệt các bạn. Xin vĩnh biệt. Tính năng thứ 6 là dừng phát nhạc bằng ứng dụng hẹn giờ. Nhạc thì các bạn cứ bật bình thường trên Spotify, Apple Music hay là YouTube Music các kiểu bình thường nha. Sau đấy thì chúng mình sẽ vào cái app đồng hồ, chọn hẹn giờ, sau đấy thì chọn thời gian phát nhạc. Và cái mục khi hẹn giờ kết thúc ấy thì các bạn chọn là dừng phát, thế là xong. Các bạn có thể hẹn 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng hay bất cứ khi nào các bạn muốn. Mình nghĩ là chỉ cần nghe nhạc 1 tiếng trước khi đi ngủ thôi bởi vì nghe nhiều quá sẽ hại tai ấy. Tính năng thứ 7, ta cà phê vào sân của cây hoặc là bình thường mình hay nghe thấy một đoạn nhạc mà mình nhớ mãi mà không biết nó là bài gì ấy thì các bạn hãy bật cái Shazam mặc định lên. Các bước như sau: vào cài đặt, chọn trung tâm điều khiển, chọn nhận dạng nhạc, thế là nó sẽ vào thanh điều hướng của mình. Mà khi nào các bạn thấy nhạc hay mà muốn nghe ấy, thì chỉ cần kéo thanh điều hướng lên và bật cái tính năng đấy, thế là xong, nó sẽ hiện lên tên bài nhạc của các bạn. Tính năng thứ 8, nhắn tin qua iMessage. iMessage thì đã quá quen thuộc với chúng mình rồi, thế nhưng mà hầu hết thì chúng ta vẫn không dùng nó mấy. Mà nếu mọi người khám phá thì thấy là iMessage nó rất là hay đấy, nó gửi được cả emoji của chính mình này, thích làm mặt nào nó cũng làm được luôn chứ không phải là chọn cái sticker cho thấy phù hợp. Thích nhấn mạnh hay là gửi kèm cảm xúc yêu đương các thứ cũng được luôn. Gửi được cả nhạc cho nhau trực tiếp này, tích hợp với cả YouTube, TikTok, ảnh để share, nói chung là có rất nhiều thứ. Nó vui hơn mấy cái app nhắn tin rất là nhiều. Tính năng thứ 9, tìm lại iPhone ngay cả khi tắt nguồn. Chỉ hoạt động với iPhone 11 trở lên thôi, cho nên các bạn nào mà có nhu cầu muốn lên đời điện thoại thì có thể tham khảo ngay iPhone 13 tại Silverlight với giá chỉ có gần 25 củ thôi nhá. Quay trở lại thì iOS 15 sẽ mang đến cải tiến giúp cho chúng ta có thể định vị máy nếu như điện thoại hết pin hoặc là bị kẻ trộm tắt nguồn. Mình là một đứa đã bị mất máy 2 lần rồi mà mình không tìm được mặc dù đã bật iCloud, mình rất là tức. Tính năng này thì sẽ của iOS 15 có cơ chế tìm kiếm tương tự với cả cái AirTag. Cụ thể là khi máy tắt nguồn thì thiết bị vẫn có thể gửi tín hiệu Bluetooth tới các thiết bị iOS gần đó để chuyển tín hiệu tới mạng lưới của Apple. Nhờ vậy mà các bạn sẽ có thể định vị được vị trí của iPhone. Để bật tính năng này thì các bạn hãy vào phần cài đặt, nhấn vào phần thiết lập Apple ID ở trên cùng. Tiếp theo đó là sẽ chọn tìm,
bật tìm iPhone và bật tính năng mạng tìm Find My Network và gửi vị trí sau cùng là Send Last Location. Đó, các bạn dùng iPhone lâu nay thì đã biết đến những tính năng này chưa? Và nếu anh em đoán được 9 trên 9 rồi ấy, thì xin lỗi anh em, phần quà chỉ có một và mình đã tự đoán được nên mình lấy luôn rồi. Tính năng nào là thú vị nhất với các bạn thì hãy comment ở bên dưới chúng mình biết vậy nhá. Và không chỉ có 9 tip này đâu thôi, mình còn có rất nhiều tip cho Android, laptop và rất rất nhiều thứ. Các bạn mà muốn biết thì hãy truy cập vào website của vậtvờstudio.vn để có thể cập nhật thêm nhiều thông tin hơn nữa nhá. Và đừng quên like, subscribe Vật Vờ Studio để đón xem những thông tin công nghệ mới nhất mỗi ngày. Nhớ là subscribe đấy. Và mình là Quỳnh Như, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.